Xin chào, hello, hôm nay là thứ mấy rồi? Hôm nay là thứ tư. Trời mưa quá trời anh em ơi. Đi làm cái gì đây? Xin chào anh em. Rồi, ngoài trời mưa nhiều quá thì mình tự nhiên mình nhớ nhà. Nói chung quê hương thì cũng gần đây thôi nhưng mà vẫn nhớ lắm. À, nhưng tin đây, cây này bao nhiêu vậy bạn ơi? Từ từ để em hướng dẫn cái đã. Mình mới đăng cái cây C300 ở Zalo, người hỏi bạn thấy cái cây này không, đã không, âm hay không? À, cái này là rất lâu đời nha. Cái này là cây NO501978, có chữ ký. Và mình chưa đăng, mới lấy về luôn. Là bữa có cái cây xấu là bán rồi. Cây này không dám đăng do là nó xấu cái mặt. Mà nó được tất cả luôn. Nó chỉ xấu cái mặt. Cái mặt nó lâu năm quá nên nó bị mốc. Vậy thôi, còn âm thanh là cần két là thẳng tấp. Âm thanh ok hết, ấm hết. Rồi hướng dẫn luôn. Bài này rất là nhanh ha. Bài này là tông la thứ nha. Intro rất là dễ nha các bạn, để ý. Nó đơn giản nhưng mà không phải đơn giản nha. À, câu đầu nha. Bát. Bấm la thứ vô nè. Mình ấy cho nó nét lại tí. À, bốn la thứ vô rồi. Bát. Bát là si đố phà là si đố. Rồi lại nha. Bấm la thứ nè, bát nè. Đó là bát là si đố. Bấm nút pha đây, pha trưởng. Phà xong rồi la si đố. À, lại à. Rê. Tiếp theo là rê mí. Mình kéo rê ngăn ba, mình kéo xuống à. Rê mí à. Thấy không? Rê mí si. Xong son. Rê son à. Nè, làm lại nè. Bạn thấy không? Ok không? Ừ, làm lại nha.
xí. Bốn mươi thứ mì. Mi, son, xí. Son, la, xí, mì. Dây sáu xong rồi. Mi, dây bốn. Son, xí. Tiếp theo. Đô, rê, đô. Luyến cũng được, hoặc đánh nguyên cũ cũng được. La thứ. Làm lại nha. Đô, rế, đô, là, mi, la, si, đố, si đố là luyến. Ha, làm lại. Cái này là tông nữ và nam đều hát được hết nha anh em. Nữ và nam đều hát được hết. Đó. Thì cái bài này là bài gì hồi nãy quên giới thiệu nữa. Lời Con Hứa của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường do Thùy Chi hát. Quên, nãy quên giới thiệu. Câu thứ hai nè. Son la si mi mi son si do re do la mi la si đố. Rồi lặp lại. Xong rồi lặp lại tiếp câu đầu. Rồi xong câu cuối. Đô si la la mi la si đô. Xem câu cuối nha. Câu cuối lặp lại câu thứ nhất mà mình lót thêm một khúc nữa. Câu cuối đó là lót thêm là đô si la la mi la si đô. Lâu lâu của mình liếng đó, mình phải tập biến tấu đó, mình đánh sau các bạn biến tấu thêm cũng được, không cần thiết đánh thêm mình nha. Đó, thầy xong cái intro đó, intro dễ lắm. Vậy thôi. Xong rồi, vào bài là luôn cho con những ân cần. Luôn cho tôi những ân cần là mình đánh điệu nè. Đô trưởng bát 3 2 1 2 3 2 đó là cái điệu của nó đó. Bát 3 2 1 2 3 2 cứ vậy thôi. Luôn cho tôi những ân cần và yêu thương tôi suốt cuộc đời là những bao dung từ ánh mắt của cha của mẹ đã. Đô trưởng là thứ, rê thứ, son trưởng về đô trưởng. Luôn cho tôi những ân cần và yêu thương tôi suốt cuộc đời là những bao dung từ ánh mắt của cha của mẹ. Thấy không? Đó là bát 3 2 1 2 3 2 bát 3 2 1. Bát là chữ hợp âm nhé. Luôn cho tôi những ân cần và yêu thương tôi suốt cuộc đời là những bao dung từ ánh mắt của cha. Không thiết phải đánh theo mình đâu, cứ biết đánh làm sao đúng gì được rồi. Từng dòng nói mãi ấm áp bao ngày qua còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh. Đó, cái chỗ này nè, thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh là nó rất là nhanh, từ son qua đô. Thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh. Thầm mong mình đánh một lần thôi. Bát 3 2 1 xong chuyển qua son. Bát 3 2 1 xong chuyển nhanh, chuyển qua son và đô. Bát 3 2 1 đó là trong một cái vòng của nó là chuyển được 2 âm đó.
Thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh. Hay không? Rồi từ hứa sẽ cố gắng không vô công lòng đợi chờ để niềm vui còn mãi trên nụ cười. Vậy luôn. Để niềm vui còn mãi trên nụ cười. Thấy không? Và điệp khúc mãi luôn cho con niềm tin. Rồi điệp khúc là quạt xuống lên, lên xuống lên à, xuống lên, lên xuống lên chuyện à, xuống lên, lên xuống lên, xuống lên, xuống lên. Bây giờ mình sẽ đánh một vòng cho các bạn ha. Xong rồi nhưng mà cái bài này nó chuyển ở trong một cái vòng của nó là chuyển hai lần à, nên nó hơi khó, nhưng mà mình phải tập một vòng trước. Xuống lên, xuống lên. Lại nè. Xuống lên, xuống lên, lên xuống lên, chuyển lên xuống lên, lên xuống lên, chuyển lên xuống lên, lên xuống lên chuyển. Từ pha qua son, qua mi, qua la như nè. Mãi luôn, chữ luôn là mình chuyển liền đó, ngay chữ lên là mình chuyển liền. Vừa xong chữ lên là chuyển nè. Mãi luôn. Thấy không? Mãi luôn cho con niềm tin, con mi qua la liền, niềm tin liền. Mãi cho con niềm tin, ngày qua tình yêu còn mãi chứa chan. Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui. Có một ngày, có một ngày, ngày rừng rỡ, ngày trong ấm áp gia đình. Nó chỉ có khúc đầu là mãi luôn cho con niềm tin thôi, còn nhiêu là cứ bốn nhịp, là cứ một vòng nó chuyển lần đó. Mãi luôn cho con niềm tin, ngày qua tình yêu còn mãi chứa chan. Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui. Có một ngày, có một ngày, ngày rừng rỡ về trong ấm áp gia đình. Bài này có nhiều cách đánh. Đầu tiên á, mình có thể mình đánh đập thùng cũng được. Vậy cũng được. Bát nè. Ha, bùm chát đập bùm chát đập. Đó vậy nó cũng hát được nữa. Bùm chát đập bùm chát đập. 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 Vậy cũng được ha. Luôn cho tôi những ân cần và yêu thương tôi suốt cuộc đời là những bao dung từ ánh mắt của cha của mẹ đó. Vậy thôi, bài này là ai có hiếu bây giờ là nên học nha, bắt hiếu đừng học. Từng dòng nói mãi ấm áp bao ngày qua còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh, rồi từ hứa sẽ cố gắng không vô công lòng đợi chờ để niềm vui còn mãi trên nụ cười đó. Vậy cũng được, ở điệp khúc đánh điệu kia. Mãi luôn cho con niềm tin, ngày qua tình yêu còn mãi chứa chan. Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui. Có một ngày, có một ngày, ngày rừng rỡ về trong ấm áp gia đình. Thấy không? Bài rất dễ đánh, đơn giản ha. Mình dạy cho con mình đánh bài này cũng được, mình đánh cũng được. Đó, rất là hay nha anh em. Nhớ là bất hiếu đừng có học nha. Có hiếu hả học à. Còn gì nữa không ta? Còn gì nói các bạn nữa không? Còn gì nữa không ta? Quên rồi. Nãy mình định nói cái gì nè, mình dặn cái gì mà quên. À cái bài này à, nhớ là cái bài này tông nữ mình đang hát nãy giờ là cái tông của Thùy Chi ha, ca sĩ Thùy Chi là tông nữ. Thùy Chi thì giọng nó hơi cao xíu mà hát cũng được không sao đâu. Còn nếu mà ai gọi là
giọng nam á, có thể ca cao hơn nữa, thì mình có thể mình ra chợ mình mua cái ca với cái bô, mình kẹp vào đây, mình về nhà mình lấy cái dây thun mình kẹp vào đây thì nó tăng tông lên. À, tăng tông lên là mình có thể mình bấm, mình hát tông sẽ cao hơn. À, rê, ví dụ kẹp ở đây ngang số 2 thì mình sẽ ca, mình bấm đô trưởng, mình sẽ hát rê trưởng. Không, cũng được, không sao hết. Rồi, xin chào tạm biệt anh em nha. Bye bye.